Everybody, welcome to Hell với cà tê. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell với cà tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game khá là quen thuộc nhưng mà phiên bản mới update cập nhật đồ hoàn toàn mới ha. Đó, rất nhiều tính năng mới luôn. Ok, nhưng trước mắt thì một em. Chúng ta chọn nhân vật nữ hết ha. Để theo mở ballad nữ luôn. Ok. Thêm người đồng hành, thêm bạn là thêm cơ hội sống còn anh em à. Ok. Rồi, ủa, gì vô lực chiến nhiều dữ vậy ta? Ủa, đồ mình chưa có mặc gì hết mà vô là lực chiến là thấy là khủng khủng rồi nha. À, ok đấy. Ủa, có hư nè. Ui, cái gì? Chiếc này dài dài là cái chiếc này tên gì của anh mẹ nó rồi ta? Lamborghini đúng không? Như là vậy anh em ơi. Đấy, coi cái này cái gì nữa đây? Level rồi thật trang. Ôi có gói nạp nữa kìa. Ôi có trang bị nữa kìa anh em ơi. Wow, vừa vô sao mà lắm thế. Kim Nguyên Bảo. Ôi có thời trang luôn nè. Ôi cái này là thời trang mà đúng không? Đúng rồi, thời trang anh em ơi. Rồi, nhưng mà nó lót chưa kịp ha. Ok. Rồi, ở đây là gì đây? Thời trang luôn. Thời trang ha, là cái gì á mà thấy cái hình cái nón. Rồi. Oh, vô là chúng ta được VIP 15 luôn nha các bạn ơi. À, quà hơi nhiều nên lót hơi lâu ha. Rồi. Lụm hết nha. Nào, ngon lành. Đó. Hốt luôn nha. Wow, trang bị quá trời luôn kìa. Ui, cái rương mở vô là được 1.700 rồi hả? Wow. Hôm đấy. Gì đây? Cắn được không? Wow. Ui, ăn cái nó lên cái gì vậy ta? Lực chiến rồi cái này vàng này đúng không? Rồi cái đó trang bị gì đó. Cắn cái này là lên 80 nè. Ok. Rồi cái rương này không biết là rương gì, mở luôn nè hả? Đó, trang bị rồi cái ấn là cái gì đây? Như cái này là cái ấn. Này là thời trang. À, mở ra nhận thời trang. Ok nè ha. Tập luôn nè. Đó, xài hết ha, sử dụng hết luôn. Rồi. À, con này được mặc nè. Ủa phải không? Ồ, đủ 3 bộ không ta? Đủ luôn anh em ơi. Ngon. Đặt giới hả? Lụm luôn. Đây, lụm luôn. Rồi, lụm luôn, bộ này luôn. Ok, được 2 cái rồi. Ui, lực chiến khá là nhiều rồi nha. Ê, mặc luôn cái này được hả? À không, chuyện đó là điểm hay gì đó. Thời trang nằm đâu ta? Thời trang nằm ở đây đúng không? Cái này là cánh. Ok. Thì Nguyên Bảo hình như được 1 tỷ mấy hả? Cái này là 1 tỷ mà rồi, 1 ức mà đúng không ta? Như là thế. Đó là chuyển sinh. Thời trang là cái này đúng không? Đúng rồi. Thời trang nè anh em. Đây. Thời trang nè. Ui, có thời trang mới luôn kìa. Wow. Đó, ok. Joker rồi nè hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy mình mở ra là cái đó là cái gì ta? Sao giờ không thấy thời trang của mấy cái nãy? Alo. Đâu nè. Wow. Ui, đẹp vậy anh em. Wow. Ngon đấy. Ok nè. Ơi, mở được, kích hoạt được nè. Kích hoạt được thì kích hoạt thôi. Đó, ui. À, con này là con gì ta? À, nhìn thấy khá là thơm ngon nha. Được đấy. Hình như nó cũng là thời trang á. Ủa, sao trong này còn nè? À, vậy là còn một cái nữa hả? Ngon, mặc luôn con. Đây, còn nữa không? Như còn luôn nè, còn thì mặc tiếp. Nào, còn nữa thì mặc nữa thôi. Đó, hết chưa? Ủa, vẫn còn nữa hả? Ủa, vậy tính ra là muốn mặc bao nhiêu thì mặc đúng không ta? Rồi, còn nữa nè hả? Đó, vậy mình lướt qua bên con này luôn. Rồi,
là nó đang bị lắc ta. Ok. Nè, đúng rồi nè, đủ luôn, ba con hả? Một con này đi theo à. Đây có cốt gì nữa này, có hư nè. À, cái quà nạp hồi nãy. Quà nãy ăn đó viên kim nguyên bảo à. Rồi, ê nó có quà nạp luôn nè anh em ơi. Ok, ok. Wow, trang bị quá trời luôn. Rồi, 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 chúng ta đến thông tin server cái nha. Đây, Lôi Đình H5 T Game hả? Server Việt Q2 200.000 đang chuyển sinh. Khi tạo nhân vật 100 tỷ kim nguyên bảo, 100 tỷ đồng lực chiến tỷ tỷ. Event xúc tiến like share fanpage hoặc Zalo kèm tài khoản. Tài khoản là một gì, phần thưởng là 100 vé nạp VIP. Mở ra nhận quà heo móc nạp được gửi vào hư của tài khoản. Server mở hàng tuần. Server 3 mở vào 17 giờ thứ bảy 4 tháng 3 2023. Quy VIP 999 888 tỷ kim nguyên bảo kèm móc nạp 88 triệu kim nguyên bảo. Đang chuyển sinh 200.000 thần trang, thần binh, chiến linh danh hiệu. Server mở full tất cả. Boss liên server giả ngoại thần vật boss nhà. Với thời gian hồi sinh cho toàn bộ các loại boss là 1 phút hả? Job event mới cập nhật full vật phẩm cho anh em trải nghiệm game một cách tốt nhất. Tỷ lệ nạp rẻ chưa từng có, nhân 3 nhân 4 giá trị nạp chỉ từ 500.000. ATM Momo, event fan cứng hàng tuần và mở server mới vào thứ bảy. Mời anh em trải nghiệm ha. Đây, đây, đây. Rồi ok, Zalo nè, event nhận quà tân thủ. Cho tài khoản lập lần đầu like share fanpage nè ha. Để có tân thủ nè anh em. Có tân thủ luôn. Rồi ngoài ra còn có rất nhiều boss khác chứa phần quà thú vị. Đặc biệt khi anh em vào nhóm rồi tham gia group Facebook cộng Zalo nhận xúc tiến hàng tuần. Phần hưởng chiến lực chỉ cần tăng lực chiến là có thể nhận quà. Nhiều phần quà phong phú hả? Fanpage Zalo nè hả? Group Lôi Đình H5 nè. Tỷ lệ nạp ngoài móc cho anh em up lực chiến. Anh em inbox riêng cho boss à. Tất cả đang đều dùng không giới hạn. Mọi người inbox trực tiếp ok cho admin. Các móc nạp anh em inbox cho boss qua Zalo nè hả? Tất cả móc đều tăng tỷ tỷ lực chiến hả? Ok ok. Đó, quá trời luôn. Tặng tới mấy trăm tỷ lần. Nhưng mà trước tiên phải đi nhập code. Nó nằm ở đâu ta? Thường là nó sẽ nằm ở trong cái túi này đúng không? Ủa? Vậy là đúng rồi, cái này là 1 tỷ mấy rồi đó. Code nằm ở đây. Ok. Ủa? Hay là nó bắt từ, bắt đầu từ khúc này. Em nghĩ là thế à. Ôi, trong shop có bán thời trang đồ luôn kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Code là ở đây rồi. 2 3 4 5 6 7. Rồi, rồi, rồi. Ủa, 8-9 nữa hả? Tám, chín, mười. Nào nhận quà nào. Gì đây quá trời luôn. Ôi mười cái thời trang rồi siêu cấp rồi gì đang tà le hồng me nè. Rồi thời trang rồi thần thú thần giới gì tùm lum luôn. Đang chuyển sinh rồi vé nạp nè. Đang chuyển sinh cái đó là bao nhiêu ta? Ừ quá trời luôn nè.
tính ra là khoảng 10 cái cót nha anh em ơi. Tha hồ mà vô mà quẩy mà úp tưng bừng qua lá hẹ luôn. Đó, game phi cực khủng ha. Đó, phi VIP 999 luôn. Oh yeah. Cắt vô nào bộ ơi. Ok. Đó. Rồi nhận hết một lần nữa. Về đây ta nạp quá trời luôn. Ôi, túi chọn nguyên liệu. Vé nạp. Rồi A-Ship lên level. Cắn rồi mà đúng không? Cắn được nữa hả? Này, chắc nãy cắn nhiều quá nó bị lắc đó anh em. Rồi. Có nào cắn nó bị âm không ta? À, vô coi lại coi thiệt luôn á. Đây. Ơi hên quá nó không bị âm anh em ơi. Một số game là bị âm nha. Trời ơi hên quá con này không bị anh em ơi. Phải đè được không? Đè không được rồi. Cái này là phải à, bấm tay rồi anh em ơi. Wow. Bấm chắc hư luôn con chuột quá. Alo. Để đi ra coi lấy cái auto click coi click được không. Chứ này là hư con chuột của heo luôn đấy. Lấy được cái auto ra. Trời ơi, auto này hơi bị xịn luôn đó mấy chú. Đó. Vâng. Anh heo đang chuyển sinh rất là thần tốc anh em à. Đó, heo đang chuyển sinh, heo đang chuyển sinh, chuyển sinh. Trời ơi, cắn đang là như vậy đó sao. Ôi, auto click mà nãy giờ chưa xong luôn nè. Ôi trời ơi. 100 lần một giây nha anh em. Đó, một giây là bấm auto click 100 lần. Đó. Đó là mà nãy giờ chưa xong luôn. Rồi. Nó để vậy thôi chứ còn bên web nó lót nữa anh em. Nó lót không kịp thì cũng như không. Nhiều ạ. À? À, chuyển sinh hình như là 12146. Ôi trời ơi. Ngon lành luôn. Kim Nguyên Bảo. Như mình đang Kim Nguyên Bảo bị ấy này đúng không? Danh hiệu rồi. Ơ, cái gì đây? Tắt à? Này hơi trang nè anh em. Trời ơi, hơi trang quá trời luôn nè. Chủ choa má ơi, quả trời luôn rửa. Đông người chơi lắm nha. À, VIP nè anh em. Rồi. Tôi hỏi là chúng ta sẽ được quà VIP bao nhiêu? Chứ nghe là VIP khá là nhiều. Ôi. À, chẳng VIP 15 hả? Vậy là chắc quà kia là trong cái VIP gì trong cái event live xe rồi. Anh em nào có chơi thì kéo xuống phần mô tả hả? Link game rồi link Zalo hoặc cái gì fanpage game gì heo để dưới đó hết ha. Anh em kéo xuống đó bấm vào tham gia game cũng như là event live share để nhận VIP 999 ha. Ok ok quá trời luôn event rồi nè. Trời ơi mất nạp này đúng không ta? Không ở đâu để nhận vậy? Alo. Quà quá trời luôn. Rồi bot vòng quay. Rồi đập đứng đập gì nè. Trời ơi cắn á nè. Cái quà tích nạp nè anh em. Trời ơi chúng ta nạp một đống luôn. Trời. Rất là nhiều quà tích nạp luôn. Ngon nha ngon nha. À. Rồi ok. Ôi, anh em nào có chơi thì tải về hả. Ở bấm vô là chơi luôn. Hỏi cần tải nha em à. Ok. Rồi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Hẹn đổi đồ nè anh em. À cái xu này đổi ra được vé nạp nè. Rất nhiều luôn.
đổi được thời trang đồ quá trời nè anh em. Wow, nhìn ngầu chưa? Ôi, nó đổi được cái gì mà nó cộng lên, chủ nghĩa là cộng lên chứ đúng không? Đúng rồi, cộng sao lên, trời ơi, lực chiến mát luôn. Ô là trời. Ok anh em ơi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Quá trời, quá đất.